Rồi báo giá một cặp được 3B, giá rất là mềm luôn. 44 triệu, 22 triệu một con. Ồ, bê này rất là lực. Nó nằm 7 tháng tuổi nha. Cặp này 44 triệu, 22 triệu một con. Nay gì rất là đông bò 3B nha, nhưng mà có cặp thì nó gọn tiền, nó ít tiền. Còn mình đó bò lỡ lớn không à. Nên là 3B lỡ lớn không. Có cặp này là 22 triệu một con nè, cặp này 44 triệu là nằm 7 tháng tuổi nè. 22 triệu nè. Cặp bò 3B rất là đẹp. Đích muốn muối luôn. Hai mươi hai triệu một con. Cặp này 44 triệu nha. Cô chú anh chị nào cần thì liên lạc với trại bò Dương Nguyễn Quang, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một bò lỡ bự nha, lỡ tối thôi. Năm 11-12 tháng. Có cặp này nằm 7 tháng, cặp này hơi nhỏ. Rất là biên nha. Ăn mạnh dữ lắm. Rồi cô chú anh chị nào cần liên lạc với trại bò Dương Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long nha. Cặp bò được 44 triệu 3B nha. Nằm 7 tháng tuổi nha. Con này cắn mét mốt rồi. Bòn vàng hết. Đích hết biết đích. Dạ, cô chú anh chị nha. Hôm nay trại bò Dương Nguyễn có về một mẹ ăn con. Con mẹ này con mẹ bô xin nha. Cao 1m35. Để con bò cái 3B được 3 tháng tuổi nha. Con mẹ mới cấy lợi nha, mới vô tinh lợi. Một con lận một cái 3B nha. Con mẹ thiếu à, thiếu cỏ nó hơi ốm mà. Mà tàn lớn. Mẹ đẻ lứa thứ ba. Mẹ con này giá rất là mềm luôn, 27 triệu 500. 27 triệu 500, vì mẹ vì con luôn. Còn mẹ gieo tinh được hơn 10 ngày rồi. Cái 3B nha. Con này bọt ký tinh nha. Con gái được hơn 3 tháng rồi. Mẹ gieo tinh được hơn 10 ngày luôn. Mẹ tàn lớn lắm. Vú ốm là ok, đuôi rất là đẹp. Còn cô chú anh chị nào cần thì liên lạc với trại bò Dương Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long nha. Một mẹ ăn con 27 triệu 500. Bò này bò sinh sản nha cô chú anh chị. Con bò con được 3 tháng, hơn 3 tháng. Mẹ tàn lớn lắm nha. Móng sò đẹp. Mẹ dàn chân móng đẹp đó. Móng sò đuôi cũng đẹp. Mẹ bô xiêm. Để lứa thứ ba nha. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với trại bò Vĩnh Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long.